Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an ngập ngụa trong tiền, y tế bị bỏ đói, phải chọc vòi vào túi dân mà hút. Theo nghị quyết số 70/2022 được Quốc hội ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 về phân bổ ngân sách trung ương, cụ thể như sau: Bộ Công an được nhận 99.954 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bộ Y tế chỉ được vẻn vẹn có 7.467 tỷ đồng, tương đương có 311 triệu đô la. Tính ra ngân sách chi cho công an gấp 13,5 lần cho y tế. Công an lẽ ra là bảo vệ bình yên cho nhân dân, nhưng thực chất dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì họ không làm như vậy. Tội phạm kinh tế ngày một tăng, tội phạm hình sự cũng như vậy. Đời sống của người dân Việt Nam thực sự bất an. Số tiền khổng lồ đấy, một phần không nhỏ dùng để nhập thiết bị quân sự hiện đại như xe bọc thép, xe chuyên dụng để phá sóng điện thoại, sóng 3G, 4G, vân vân. Mục đích là để dập tắt sự phản đối của dân nếu dân có ý định biểu tình. Hình ảnh nghị quyết số 70/2022, mọi người có thể vào xem ngân sách cho công an và y tế chênh lệch nhau đến như thế nào. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam là hại dân, vì thế họ biết họ không được lòng dân nên mới ra cường lực lượng bảo vệ cho họ. Ngược lại, ngành y tế có mục đích là chăm sóc sức khỏe cho toàn dân thì họ chỉ làm chiếu lệ. Cả Bộ Y tế chỉ chi ra khoảng 311 triệu đô la thì Bộ lấy đâu ra tiền mà chăm lo sức khỏe cho dân. Như vậy, ngành công an ngập ngụa trong tiền, trong khi đó ngành y tế thì lại đói tiền. Đây là ý Đảng, vì họ đã vì dân bằng cách bòn rút ngân sách đổ vào công an, còn y tế thì họ để cho ngành này tự tìm cách tồn tại bằng cách chọc vòi vào túi tiền của bệnh nhân mà hút. Sáng ngày 24 tháng 3, tại cuộc họp mặt báo chí quý 1, ông Nguyễn Thường Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết hiện đã cơ bản hoàn thành dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh công lập cung cấp, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng trước khi ban hành, dự kiến vào tháng 4. Các bệnh viện được áp dụng mức trần giá khám bệnh mỗi lượt ở 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày, các mức khác nhau tùy thuộc vào bệnh viện, bác sĩ hay giáo sư vân vân và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Bộ Y tế của Việt Nam được chi ngân sách chết đói nên đã học cách hút tiền của bệnh nhân. Hiện nay các cơ sở y tế công lập áp dụng giá khám, tiền giường, dịch vụ khác nhau do chưa có khung giá từ Bộ Y tế. Cụ thể giá phòng dịch vụ từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một giường mỗi ngày, mỗi đêm. Như Bệnh viện Bạch Mai, phòng 2 giường giá 1 triệu đồng mỗi giường, mỗi đêm. Ở Bệnh viện Đại học Y khoa, phòng 1 giường giá hơn 2 triệu đồng mỗi đêm. Như vậy, giá giường nằm đề xuất trong dự thảo thông tư cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mức cao nhất đang áp dụng tại các bệnh viện công lớn. Ở một số nước dân chủ, chính phủ chi cho y tế cao hơn rất nhiều so với chi cho ngành cảnh sát. Nguyên nhân là họ trợ giá cho người nghèo khám và chữa bệnh tại các bệnh viện công. Mục đích để người dân tiếp cận được y tế giá rẻ. Còn với một số quốc gia phúc lợi thì họ có thể miễn phí y tế cho dân. Ngân sách của Việt Nam đã dùng rất nhiều tiền để công an mua xe bọc thép chống dân. Ngành y tế là ngành đòi hỏi nhân lực chất lượng, đào tạo rất tốn kém, nên lương của y bác sĩ rất cao. Tuy nhiên, dân vẫn phải trả chi phí y tế thấp, đấy là nhà nước vì dân thực sự hay sao? Tuy nhiên, với nhà nước Cộng sản, dù họ luôn nói vì dân, nhưng họ lại hút máu dân tàn bạo nhất, làm cho dân Việt Nam thật là bất hạnh. Ở chế độ này, người dân phải nuôi hai bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Người dân phải còng lưng làm việc và đóng thuế để nuôi đủ 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Ngồi trên cao, các quan chức thu thuế của dân thật đậm, rồi rót vào công an thật nhiều tiền. Vì công an thì bảo vệ đảng, còn y tế và giáo dục họ chi nhỏ giọt, vì nó phục vụ người dân. Ngoài ra, các quan chức thì nhau xa xẻo tiền thế của dân để tư lợi cho mình. Ở Việt Nam, người dân khổ trăm bề, không biết kêu cứu ai đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Công an ngập ngụa trong tiền, y tế bị bỏ đói, phải chọc vòi vào túi dân mà hút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương dẫn nhóm Nghệ An tiến đến vai trò thống trị. Nhóm lợi ích Nghệ An có 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó đã có tới 3 ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết. Chưa có nhóm lợi ích nào địa phương mạnh như nhóm Nghệ An hiện nay. Lớp ủy viên Bộ Chính trị vốn quá đông mà lớp kế thừa cũng rất nhiều. Nó hứa hẹn nhóm Nghệ An còn thống trị lâu dài trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ hiện nay là Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Người đang có vị trí cao nhất trong nhóm Nghệ An hiện nay chính là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay ông Huệ 66 tuổi, tuy nhiên ông đang ở nhóm tứ trụ nên hoàn toàn có thể hưởng suất đặc biệt, tiếp tục nhiệm kỳ sau. Còn hai ủy viên Bộ Chính trị khác là ông Phan Đình Trạc, năm nay 65 tuổi, đến năm 2026, ông Trạc 68 tuổi, đã quá tuổi ở lại Bộ Chính trị. Người thứ ba đó là ông Nguyễn Xuân Thắng, hiện nay ông Thắng 66 tuổi, cùng tuổi ông Vương Đình Huệ, đến năm 2026, ông Thắng sẽ rời khỏi Bộ Chính trị. Nghệ An có 3 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng dự tính nhiệm kỳ sau sẽ rụng 2, chỉ còn một mình ông Vương Đình Huệ, nếu ông Vương Đình Huệ không bị đồng chí hạ. Tuy nhiên, che già thì mang mọc, nhóm lợi ích Nghệ An đang có rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng, có triển vọng vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Những nhân vật có thể được kể ra như: thứ nhất là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Phước hiện nay 60 tuổi, khả năng ông Phước vào Bộ Chính trị rất cao. Thứ nhì là ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Thanh chỉ mới 52 tuổi, còn rất trẻ. Nếu không bị ngã ngựa như người tiền nhiệm thì khả năng ông Thanh vào Bộ Chính trị cũng rất cao. Người thứ ba là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà còn trẻ, chỉ mới 61 tuổi. Bà Trà đang nhắm vào chiếc ghế trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đang nằm trong tay bà Trương Thị Mai. Cơ hội cho bà Trà không cao, tuy nhiên đứng sau lưng bà Trà là nhóm lợi ích Nghệ An rất mạnh. Không loại trừ khả năng bà Trà có thể nắm ghế này trong tương lai. Ông Trần Sĩ Thanh, người đang có triển vọng vào Bộ Chính trị sau 3 năm nữa. Nếu may mắn sang nhiệm kỳ sau, nhóm lợi ích Nghệ An rớt 2 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng có thể có thêm 3 ủy viên Bộ Chính trị mới. Em út trong nhóm lợi ích Nghệ An là Bùi Quang Huy, hiện là ủy viên dự khuyết và là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Bùi Quang Huy chỉ mới 46 tuổi và điều đặc biệt là Huy được đàn anh Vương Đình Huệ dìu dắt. Vậy nên thế lực của Bùi Quang Huy mới mạnh nhất tại Trung ương Đoàn. Con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Chiết dù đã cố gắng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ tại Trung ương Đoàn nhiều năm qua, là vướng cái bóng quá lớn của Bùi Quang Huy. Đứng đầu nhóm lợi ích Nghệ An là Vương Đình Huệ. Ông Huệ đang nhắm vào chiếc ghế tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau. Ông Huệ có lợi thế là đang nắm chức Chủ tịch Quốc hội, một chức vụ không dính đến các quyền lợi kinh tế. Chính vì thế, ông Huệ né được các cuộc chiến giữa các chân trụ khi các chân này lấy việc chống tham nhũng làm công cụ để triệt hạ lẫn nhau. Điểm lợi thứ nhì là ông Huệ đang được ông Nguyễn Phú Trọng chọn mặt gửi vàng. Ông Trọng đang miệt mài chiến đấu để triệt hạ đối thủ cho ông Vương Đình Huệ. Có thể nói, ông Huệ hiện nay đang ngồi mát ăn bát vàng, đợi cho ông Tổng Bí Thư dọn cho thật sạch sẽ con đường, rồi ông Vương Đình Huệ sẽ bước lên bục cao nhất. Anh cả Vương Đình Huệ và em út Bùi Quang Huy. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và ông tỏ ra độc đoán một, thì Vương Đình Huệ có thể độc đoán đến 2 hoặc 3 lần như thế. Ông Vương Đình Huệ thực tế hơn ông Trọng, hiểu biết về kinh tế hơn ông Trọng và có nhóm lợi ích địa phương hùng hậu hơn ông Trọng. Nếu ông Phạm Minh Chính không quật cường, e rằng ông Chính khó mà sống được với Vương Đình Huệ nếu ông Huệ kế thừa được ngai vàng do ông Trọng để lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đề với bản tin Huệ Vương dẫn đầu nhóm Nghệ An tiến đến vai trò thống trị.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de